28 Tân Tòng ra mắt tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Ngày 25 tháng 8 năm 2019, 28 anh chị em dự tòng thật hạnh phúc được Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, chủ sự thánh lễ và ban các bí tích khai tâm Kitô giáo. Hôm nay, các anh chị em chính thức trở về sống trong tình con Chúa và gia nhập vào Giáo hội Công giáo. Vào lúc 18 giờ, trong tâm tình tạ ơn của ngày Chúa Nhật, 28 anh chị em dự tòng hân hoan cùng với đoàn rước tiến vào nhà thờ. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Giuse còn có cha tổng đại diện, cha Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy, quý sơ, đông đảo cộng đoàn phục vụ, gia đình và bạn bè của các thụ nhân. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse nhắc đến bốn đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Giáo hội Công giáo do Chúa Giêsu thiết lập. Ngài nhấn mạnh đến đặc tính công giáo vì giáo hội phù hợp với mọi nơi, mọi thời, mọi nền văn hóa và tất cả mọi người đều được mời gọi vào giáo hội. Sau bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse ban bí tích rửa tội và thêm sức cho các dự tòng. Các nghi thức đang diễn ra trong bầu khí thật trang trọng, cảm động và sốt sắng. Từ giờ phút này, 28 dự tòng trở thành tân tòng, những người mới chính thức đi theo Chúa Giêsu. Trong tâm tình của người con, chính anh chị em tân tòng đã dâng lễ vật đầu tiên lên bàn thờ để tỏ lòng cảm tạ và tri ân. Đặc biệt, trong phần hiệp lễ, 28 anh chị em tân tòng được rước mình vào máu Thánh Chúa. Đây là giây phút linh thiêng, các tân tòng được vua trời ngự vào để chính người trở nên nguồn sống đời đời, nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu của họ. Sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm, gồm có rửa tội, thánh thể và thêm sức, 28 dự tòng được trở nên những tân tòng, những con người mới, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để họ can đảm làm chứng và trở nên những chiến sĩ bước theo Chúa Kitô trong con đường hẹp dẫn tới thiên đàng. Ước gì các tân tòng luôn thắp sáng ngọn nến đức tin đã lãnh nhận và chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô trong lòng thế giới hôm nay. Di dân Bùi Chu tại Hà Nội mừng lễ bổn mạng. Đại lễ mừng kính thánh nữ Monica, bổn mạng của những người di dân Bùi Chu tại Hà Nội, được long trọng tổ chức vào 18 giờ thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại nhà thờ Giáo xứ Cửa Bắc, Tổng Giáo phận Hà Nội. Monica tin tưởng trong gian khó là tâm tình của những người con xa quê Bùi Chu hướng về ngày đại lễ năm nay. Đúng 17 giờ 30, cuộc rước cung nghinh các thánh tử đạo Việt Nam và thánh nữ Monica chung quanh khuôn viên nhà thờ Cửa Bắc, mang đậm nét đẹp truyền thống của người dân Bùi Chu với những hội kèn, hội trống của quê hương tham gia. Đức cha Thomas giáo phận chủ tế, quý cha quê hương Bùi Chu và quý cha Tổng giáo phận Hà Nội đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và rất đông đảo anh chị em di dân Bùi Chu ở quê hương lên, cũng như những người dân lao động, học tập và làm việc tại thủ đô xuất sắng về tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho giáo phận và cầu nguyện đặc biệt cho những người anh chị em xa quê Bùi Chu đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội trong ngày mừng lễ kính thánh Monica Quan Thầy. Đức cha cũng mời gọi mọi người noi gương thánh Monica, một người mẹ gương mẫu đạo đức thánh thiện, luôn biết hy sinh cho chồng con. Cuối thánh lễ, cha Giuse đặc trách di dân Bùi Chu cảm ơn Đức cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Tiếp đó, ngài đọc danh sách trao bằng mãn nhiệm và bổ nhiệm cho ban đại diện di dân Bùi Chu tại Hà Nội và xin Đức cha trao bằng cho các viên chức. Sau khi nhật phép lành cuối lễ, mọi người trở về sân khấu chính của ngày đại lễ để cùng chung vui bữa tiệc mừng và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong ngày mừng Quan Thầy của di dân Bùi Chu tại Hà Nội. Giáo phận phát diệm, 12 thầy phó tế được truyền chức linh mục. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm đã long trọng cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 12 thầy phó tế thuộc Giáo phận Phát Diệm. 12 thiên chức hôm nay là những người con đến từ các giáo xứ trong giáo phận đã trải qua quá trình tu học rèn luyện và được Đức cha chấp nhận phong chức. Đúng 8 giờ 30, thánh lễ bắt đầu với nghi thức rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ theo đường kiệu phía Tây. Đồng tế với Đức cha trong thánh lễ hôm nay có cha tổng đại diện Anton, Phan Văn Tự, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ hôm nay cũng vui mừng chào đón sự hiện diện của quý thầy phó tế cùng niên khóa với các tiến chức.
Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ, chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân, quý khách xa gần và cộng đoàn gần 4.000 tín hữu trong và ngoài giáo phận. Sau các bài đọc lời Chúa, Đức cha Giuse cử hành nghi thức phong chức. Nghi thức được chia thành 3 phần chính yếu: nghi thức tuyển chọn, nghi thức phong chức và cuối cùng là nghi thức diễn giải. Sau nghi thức truyền chức, thánh lễ được tiếp tục như thường lệ với phần phục vụ thánh thể. Thánh lễ kết thúc với phép lành đầu tay của các cha mới, với việc có thêm 12 linh mục mới, gia đình linh mục đoàn phát diệm có tổng số 119 linh mục. Xin Chúa ban cho quý tân chức được nhiều ân sủng và phúc lành để hăng say dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận nhà. Giới hiển mẫu giáo phận Xuân Lộc mừng lễ bổn mạng kính thánh Monica. Ngày 25 tháng 8 năm 2019, từ rất sớm, hơn 1.000 quý hiển mẫu từ khắp các giáo xứ thuộc giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về giáo xứ Thái Xuân để tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh nữ Monica, đấng mà chị em đã tôn vinh làm thánh quan thầy. Trong bầu khí hân hoan vui mừng này, quý hiển mẫu đã được tham dự thánh lễ do Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Đa Minh Ngô Công Sứ, quản hạt Xuân Lộc, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Thái Xuân. Cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Thái Xuân, đặc trách giới hiển mẫu giáo phận Xuân Lộc và quý cha đặc trách hiển mẫu các giáo hạt. Trong thánh lễ, quý hiển mẫu được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời của thánh nữ Monica để cảm nhận được sức mạnh của những giọt lệ làm lay chuyển lòng thương xót của Thiên Chúa để hoán cải những tâm hồn lầm lạc trở về. Đó là những giọt lệ của tinh thần hy sinh và cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu khi vào hang Na-im, ngài thấy người mẹ quá khóc thương con trai mình thì ngài động lòng thương. Tất cả những bà mẹ ở đây cũng có những thử thách và đau khổ. Chúa Giêsu cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt của các bà, những giọt lệ ấy không hề phí. Ngài đã can thiệp và an ủi vào khổ đau mà các bà đang gánh chịu. Hãy vững tâm cầu nguyện, cậy trông vào Chúa và can đảm sống theo thánh ý của Người. Sau thánh lễ là tiết học về truyền giáo và luân lý Cô Tô giáo do quý cha giảng dạy, nhằm khơi lại tinh thần truyền giáo và sống sứ mạng giao giảng tin mừng trong mọi môi trường sống. Hơn ai hết, quý hiển mẫu cũng là những tác viên tin mừng từ trong gia đình cho đến các môi trường làm việc.